Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình có mặt tại địa chỉ là 83 Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ cho cả nhà về xe gỏi cuốn. Không phải chiếc xe nữa mà có tủ nhỏ nhỏ thôi, người ta có hai người làm. Và đặc biệt ở đây gỏi cuốn chỉ có 2.500 thôi. Thật là bất ngờ, quá bất ngờ luôn. Mình đi ngang đoạn đường này thì thấy có hai địa điểm bán gỏi cuốn 2.500. Và địa điểm này mình nãy có hai người làm nên mình vào mình chia sẻ cho cả nhà luôn. Đấy, chỉ có 2.500 một cái thôi, quá rẻ. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ trực tiếp luôn nha. Ở phía bên này đó là đường Vạn Kiếp, nằm đường Vạn Kiếp của Bình Thạnh. Đấy, ở đây buổi chiều có rất là nhiều điểm ăn uống, mình có thể đi vào khoảng 4-5 giờ hoặc 6 giờ đó. Wow, đây rồi. Đây. Mở hủ tương ra. Dạ. Quay cho nó dễ. Đây là hủ tương nè các bạn. Ở này mắm, này tương. Dạ, bên đây là tương. Còn đây là nấm. Đấy. Rồi mình đã dính tay rồi. Chị đây mình bán khoảng từ mấy giờ vậy chị? 12 giờ dọn ra em. Wow, 12 giờ vậy bây giờ em là 5 giờ là trễ rồi. 12 giờ. 5 giờ này còn mát. Dạ. Anh bay hay về? 12 giờ. Ừ, quay phim đưa lên mạng á. Lên mạng mà thấy tôi à. Mình bán được lâu chưa chị? Bán lâu rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi chị? 7-5 năm gì á. Dạ. 7-8 năm. Wow, bên này cũng là bên này. Đây là gỏi cuốn chỉ có 2.500 một cái thôi. Cái này mình bỏ bông mình đi giao hả chị? À, đó là đặt đó. Dạ. Wow, đây 2.500 người ta đặt rồi. Rất là to luôn. Người đặt có 3.500 thôi nha. Dạ, đặt là 3.500 hả chị? Ừ, dạ. Bán lại. À dạ. Nấu cho chính xác để giống chị chết tôi à. Dạ. Ở đây là rau và giá. Đổ luôn. Nước mặt lên đi má. Quay về gửi cho chồng bà coi kìa. Đi ạ. Chồng bà ổng môi cho lên mạng thấy không phải á. Bà quơ quá. Đừng có quay cô nha. Dạ. Quay bà đi cho bà gửi chồng bà. Có giá rau, hẹ và thịt. Bún. Đây là những nguyên liệu chính để ra một cái gỏi cuốn thật ra 2.500. Chị ấy lót bằng cái tàu lá chuối nè mình. Đấy, chị ấy lót bằng một cái tàu lá chuối. Rồi, tôm, thịt đồ. Dạ, có tôm luôn hả chị? Có chứ. Wow, có tôm luôn mà có 2.500 thôi. Nửa con tôm. Dạ, nửa con tôm. Nửa con tôm nè thường. Dạ, nửa con tôm thôi. Thì giờ cũng là rất là rẻ rồi. Còn ở đây là rẻ nhất thôi chứ không dạ. Rẻ nữa. Dạ đúng rồi, em thấy đi Sài Gòn ở đây chỉ có 2.500 thôi. Có người giả kiếp này thôi. Đấy, mọi người có thấy có hai người làm trên vỉa hè Sài Gòn. Mình có mua 4 cái 10.000 đó mọi người. Hồi nãy mình có ăn, có đi quay video trước rồi, ăn không được nhiều nữa, chỉ ăn 4 cái thôi. Đây là một phần 4 cái của mình. 4 cái. Ăn thử coi mắm nêm ngon á. Dạ, thử thì 4 cái gồm mắm nêm. Tôi sẽ chụp lại một bức hình. đây. Bây giờ mình sẽ đi ăn 4 cái gỏi nha, gỏi cuốn nha, rất là rẻ luôn. Đây rồi cả nhà, mình mới mua 4 cái gỏi cuốn, chỉ có 4 gỏi chỉ có 10.000 thôi. Đây là mắm nêm và mình cho tí ớt vào nữa. Đây mình sẽ quậy liều lên. Ăn mắm nêm thì chủ yếu là phải ngon thôi. Đấy, quan trọng mắm nêm này phải ngon nè các bạn. Mình ăn thử ở nhà. Wow, mắm nêm rất là ngon. Ngon không? Nước chấm ngon. Dạ ngon. Rất là ngon luôn nha mọi người. Ăn không biết chỗ nào ngon, chỗ nào dở. Dạ. Cho em xin miếng đậu phộng đi chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đấy, mình rất thích ăn đậu phộng. Wow, mắm nêm này ngon quá. Rất là ngon luôn nha các bạn. Mắm ngon à? Dạ rất là ngon, mắm nêm này rất là ngon. Còn ở đâu, ở đâu? Dạ còn ở Long An. À. Dạ. Wow, ngoài này mua rất là nhiều luôn nữa các bạn. Rất là nhanh. Thì gọi xong cuốn xong rồi đó, bây giờ dự bán lại thôi. Đấy, mình ngồi chỗ này nè. Thì nhỏ nhỏ thôi, không có diện tích rộng được. Đấy. Mình quê ở đâu chị, hay là chị ở đây luôn? An Giang. Dạ chị An Giang, mình lên đây bán hả chị? Cô này ở gì? Ở gì? Bình Định. Dạ. À Bình Định kết hợp với An Giang bán gỏi cuốn rất là rẻ tại Sài Gòn rồi các bạn. Đấy, cô này là An Giang, cô chị này An Giang, còn cô này là Bình Định. À mình ăn tiếp ta, rất là ngon. Phía trước mình đó là đường Vạn Kiếp. Các chị mình đi vào buổi chiều á. Buổi chiều có rất là nhiều địa điểm ăn vặt luôn. Ăn vặt mà rẻ nữa. Còn những cái đường Vạn Kiếp này rất là rẻ luôn. À bây giờ mình ăn tiếp thôi. xong 4 gỏi cuốn á mọi người, rất là ngon, khá là ngon đó. Mắm nêm thì rất là vừa khẩu vị của mình. Ở đây là trong hẻm, mọi người có thể tới và ngồi ở trong đây. Trong đây có 2 cái bàn nữa nè, đấy mọi người có thể ngồi trong đây. 81C Vạn Kiếp. Bên đây thì chị và cô vẫn còn đang làm, mình mới dặn xong. Đấy, 4 cuốn mà chỉ có 10.000 thôi, rất là no luôn. Rồi xin hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Anh chị cũng có đi ngang thì ghé vào thử coi cảm nhận như thế nào, có vừa khẩu vị của mình hay không ha.